Bạn ơi. Dạ vâng, em có thể giúp gì anh ạ? Kiểu cái máy tính nhà mình bị hỏng, mình bật mãi không lên, nó bị nên ngỏm hay chả hiểu bị làm sao, bạn xem bạn sửa giúp mình ấy. Vậy anh có mang theo máy luôn không ạ? Để bọn em vào kiểm tra. Đây máy đây. Gì này? Mang màn hình đến, sửa máy tính mới mang cây chứ. Đây, cây đây. Bò. Chi sửa gắn với mình thì nó mất điện. Ôi, bạn này, cái con máy này có ngon không nhỉ? Để bạn cho mình test thử cấu hình một tí được không? À, dạ vâng, thoải mái ạ. Đây là máy cấu hình mạnh nhất bên em ấy. Được, anh ngồi đây ạ. Để mình test thử. Anh cứ test thoải mái đi anh nhé. Hình máy nhà anh xịn lắm, em cứ bao test thoải mái, chơi game đỉnh luôn. Ôi, giờ bị con chó này gánh đi. Ngu thế là mẹ. Gánh đi. Vào đây anh đi, ui giời ơi. Đuổi đi, con chó này ngu thế à. Ôi, nói chung là máy tốt đây anh ạ. Lần sau em quay lại mua anh nhá. Đây, em về đây. Dạ anh ơi, bên mình có bán chuột không ạ? Có chứ, bên mình có bán hết tất cả các loại chuột, kể cả các loại chuột mà gamer, cyber gaming các kiểu luôn. Thế à? Nên em có con chuột cần bán, không biết là anh có chương trình thu mua lại không ạ? Cái thằng sinh viên điệu này trước này đang cần quá, cầm cố con chuột mà tiêu đấy mà. Có chứ em, bên anh là có nhận thu mua hết tất cả các loại chuột nhá. Thế đâu con chuột của em đâu nhỉ? Dạ chuột đây. Bao nhiêu tiền nhỉ? À, cái màn đó là cái màn to nhất ở bên mình, có giá là 48 triệu. À thế à? Thế cái màn kia là bao nhiêu tiền anh nhỉ? À, cái màn đó ở bên mình thì chỉ có 9 triệu mấy thôi. Sao tụi bên TV kìa? Đâu? Thôi anh ơi, thì có gì hôm nay bọn em không mang tiền, rồi sau bọn em quay lại nhá. Vâng, em chào anh nhá. Rồi, lần sau hai em nhớ quay lại nhá. Sao hai thằng này đi trông buồn cười thế nhỉ? Anh xem cái máy này hôm đấy bạn ấy lắp cho em mà nó cứ bị cảm giác nó bị lỗi như nào ấy. Lập lòe này, thằng đấy hôm nay mày lắp gì đấy? Em cài cho anh ấy là Win 10. Chứ Win 12 mày cài Win 10. Mày cài Win 11 chứ. Cặp gì đây? Mày cặp RTX 3060 ạ. Con này tao rõ ràng cái nhìn thấy là 307 công ty mà ơ. Thế ra mấy? Ra mày DDR4 này ạ. Ôi giời ơi, game 12 mày phải cài DDR5 chứ. Đã bảo thế còn SSD là con gì đây? Con này á, SSD này có 120 TB. DDR6. Cặp cái DDR6 cũng tham cái này DDR4. Nhưng mà con này nguồn 24. Ui giời, nó tham DDR4. Anh sửa cho em cái cây này, nó hơi bị lỗi cái cây máy tính của em. À, được rồi, có vấn đề gì đây anh sửa cho. Anh ơi, máy em phải nhiều dữ liệu ấy, anh ấy lưu ý giúp em nhé. À, em cứ yên tâm. Cái cá nhân cái thứ ấy. Không sao, không em đừng bất an quá. Cái này là anh lo được. Ui giời, sao phải sát sao thế? Anh em uy tín em, Facebook em cũng còn để ở đây đấy. Ui giời, em không phải lo, bây giờ em cứ về đi, bọn anh làm việc uy tín mà. Khi nào xong anh gọi nhá. Ui giời nhá, anh nhớ giữ uy tín cho em đấy. Trời, anh trai cẩn thận quá đấy. Vâng anh ơi, thì em kiểu mới lên Hà Nội học đại học ấy, thì em cần cái máy tính để phục vụ công việc học tập cái các thứ, thì anh tư vấn cho em cái máy tính xịn được không ạ? Xin giới thiệu với em, đây là hai con cảm 4090 VTX 670i Plus, CPU Ryzen 9, tản nhiệt 360, bàn phím cơ, chuột gaming, đủ tất cả các phụ kiện cho em học tập luôn. Dạ không anh ơi, em cần mua cái máy tính Casio. Mày cúp mẹ mày đi.